Vâng, map này là map thịt. Bài ra đang đôi voi gần không thèm ăn nữa. Alo, chào tất cả anh em nhé. Anh em cho tôi hỏi là tiếng game và tiếng mic ổn không anh em nhờ? Lúc nãy... Vâng. Lúc nãy mới có một hai anh em bảo là ổn thôi. Hy vọng là ổn rồi. Map qua anh em ạ, thế này nói chung là vẫn thua thôi. Đánh thế nào thì đánh vẫn thua thôi. Tỷ số là 0-1 trong trận đấu đầu tiên. Vâng, cảm ơn người chia sẻ Bùi Quân nhá. Cảm ơn tất cả anh em. To tiếng game một chút, ok, sẽ tăng tiếng game lên một chút. Cái gì chứ, cái này đơn giản. Tăng gấp đôi lên cho anh em này. Đấy, tăng gấp đôi lên cho anh em. Vâng, chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận đấu thứ hai. Và Greg của Alonso. Bên kia là Catapult, vâng bên kia là Catapult và bên mình thì game thủ Cam Quýt là người cầm phô. Vâng, bài này là bài Greg của game thủ Alonso, có lẽ đánh thủ châu V ra vì đội bạn không có cung R. Đội bạn một loại quân không hề có cung R, bãi và bãi quả đấy rồi. Bãi quả đã tìm thấy dành cho game thủ Alonso. Đây là một thế quân mà đội bạn không hề có cung R, và nếu như bên mình có thể cho phù ra đẩy về thế Fodexian của những thủ cam quyết cận bản đồ thì là cực kỳ dễ đánh. Seng Club là người cầm Kata, còn Gani thay vì cầm Pamiran trận đấu trước là chuyển sang cầm Persia. Cam quyết là người cầm phô, quân có cung R duy nhất trong map này, và Greg là quân của game thủ Alonso. Vâng, Alonso là đội vâng đội hình trẻ trong team Hà Nam anh em nhé. Hiện tại thì team Hà Nam gồm có game thủ Hoàng Mai Nhi, Cam Quýt, Cam Quýt rồi nhất Alonso. Thì ai đấy nhở? Tệ đúng không? Với lớp thì hôm nay vẫn đánh thì phải. Ui, được. Vâng, đàn voi đầu của game thủ Alonso. Đàn voi đầu của Alonso. Alonso có sở thích là nhớ đạo cho nhà chính nhỉ? Vấn đề nhà chính đạo 2 bị nhại tiếng anh em. Đâu làm gì nhờ? Bị nhại tiếng là gì đâu nhờ anh em nhờ? Anh em cho hỏi là có bị nhại tiếng không? Thông báo đến từ fan cứng Việt vui vẻ đây này. Chắc có lẽ là không phải đâu. Anh kiểm tra lại xem lại có bật nhiều tab không. Hiện tại thì không có đâu. Vâng, Alonso thì ngày hôm qua là thắng Xuân Thứ đấy. Solo trong cái giải solo ngày hôm qua. Thắng Xuân Thứ đấy. Vâng, em chào anh Nguyễn Quang Hoàn. Tối thì có một cặp đấu đánh với chim sẻ đấy, dường như là game thủ với lớp thì phải. Đúng không anh em nhở? Tôi quên mất rồi. Và lớp Tuti ở bên kia là chim sẻ hưởng thì phải. Vâng, ngày hôm nay thì ngoài những kèo đấu đấy ra vẫn có một kèo đấu solo nữa, một kèo đấu thế kỷ đấy, kèo đấu của năm. Hoàng Mai Nhi vẫn đang vâng vã cùng R cùng với ông già Yogi. Vâng, về lớp Tuti thi đấu với chim và hưởng 20 giờ. Vậy là ngày hôm nay thì về lớp vẫn ra sân thôi, vẫn như mọi ngày thôi. À vâng, quân Kata, tôi viết nhầm mình quân cay. Nhầm chữ Y chữ T. Greg đang có bài đen. Đây là màn hình máy cái thủ Cam Quýt. Onesian cũng có voi và cũng có hiêu về, nhưng phải là bài của game thủ Cam Quýt là bài tươi. Thế nhà có liệu có khung được hay không nhỉ?
Isa. Robo-climb. Isa. Khả năng là vẫn không được cái bài này. À, để bài đánh 25 dân. Vâng, hiện tại thì đang dùng cái mic hơi cùi một chút, mong em thông cảm. Có lẽ để tôi tăng cái mic lên một chút. Ôi, tăng hết cỡ rồi. Cái mic này hơi cùi anh em ạ. Báo về là Persian dường như là chết một dân. Báo về là Persian chết một dân đến từ cái thủ gắn đi. Cố gắng gỡ hòa trận này, cố gắng thắng để gỡ hòa trận này, đưa về thế một đều và đánh trận đấu bản lề luôn. Gunny cộng Sang Club thi đấu cùng Cam Quýt và Alonso. Chủ động bỏ bê rất sớm dành cho game thủ Cam Quýt. Một trận đấu đánh chém của Valencia. Một trận đấu đánh chém của Phô. Vâng, như vậy là nhà của game thủ Gunny, người cầm Persian cùng cánh với Phô. Vâng, xiên một dân của game thủ Gunny. Xiên tiếp một dân thứ hai. Vâng, và liệu rằng có xiên tiếp được một hai dân nữa hay không? Thì đây là con ngựa giờ có giáp đầy đủ. Vâng, xiên tiếp con dân tiếp theo của game thủ Gunny. Và bị nhốt con giò. Nhưng con giò này đã kín 4, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Không, như vậy là bãi vàng tưởng chừng đã kín nhưng vẫn hở. Con ngựa giò vẫn chạy xuyên qua được. Vâng, Persian đã phế bài này. Persian chính thức phế. Trận đấu Persian chết tầng khoảng 5 dân. Thời điểm đầu chết 1 dân, có lẽ đi dò chết 1 dân. 21 dân đến từ Per á. Đánh 21 dân đến từ Per mà chết 5 dân thì còn 15 dân thì đánh cái gì nữa. Vâng, còn 15, 16 dân đánh cái gì. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nếu tôi nhìn chuẩn thì là Persian thì đánh 21 dân thời điểm đầu thôi. Xem Alonso sao nào. Đây là Alonso. Vâng, Alonso đang cố gắng đi vào nhà của Sang Club, người cầm Catanian. Vâng, bài này thì là bài chắc nhà đến từ game thủ Alonso. Có cung tê này, có cung tê đến từ Cata này. Vâng, có cung tê đến từ Catanian của game thủ Sang Club. Và dường như là Sang Club đánh thẳng cung A một váy. Vâng, đánh thẳng cung A một áo của Catanian. Bây giờ thì cứ lờ một vã thôi. Tiếp tục cố gắng chém và vẻ he vào ruộng của game thủ Sang Club luôn. Vào được không? Không, cái he đã lè của đối phương. Vâng, như vậy là trà được vào trong nhà của màu ba. Và màu ba đã có bánh xe. Những cái bãi vàng, những cái bãi gỗ là mục tiêu của những con ngựa chém này. Chém chưa giáp. Và đấy là lý do mà tại sao màu ba đang rất manh động. Quan trọng là màu ba không hề có nhiều cung à. Vâng, tốn con ngựa chém tràn vào trong và đang bị màu ba vác rất nhiều dân đập luôn. Và game thủ Gunny đang đẩy phù ra để đỡ nhà cho game thủ Sang Club. Màn hình máy game thủ Cam Quýt. Cam Quýt tham gia là 29. Vâng, Cam Quýt đang đẩy phù lên để phù những con lạc đà của game thủ Gunny, lạc đà của Persian. Ô, thiên điếc à? Ô, cái gì vậy? Vâng, cuối cùng thì cũng đã được con lạc đà. Từ đấy mà không được thì tôi cũng chọc bù mắt tôi đi. Tỷ số là 1-0. Tỷ số là 1-0. Vâng, chào anh Trung Hiếu nha. Chào tất cả anh em.